Em tên là Tấn Đạt, hiện giờ em là kỹ sư xây dựng, đang công tác ở trung tâm giám định thuộc Sở Xây dựng của Cần Thơ. Em mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện em đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Hai vợ chồng từ Cần Thơ lên đây. Dạ. Thay mặt chương trình rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Cần Thơ. Rồi, kể cho Thuận và chị Vân cũng như khán giả về cái mối tình của hai bạn được bắt đầu như thế nào. Này chắc dạ. Em dạy em. Mối tình của tụi em được bắt đầu khi mà năm 2010. Lúc đó em mới tốt nghiệp đại học và em học tiếp lên cao học, thì lúc mà đi học thì cảm thấy nó học cứ liên tục như vậy thì cảm giác muốn cái gì đó nó thực tế, cho nên là em đăng ký học việc, là em đi vào cái công ty lúc thì ảnh lúc đó anh làm giám đốc, thì em vô em học việc thì cũng sợ sợ. Đã giám đốc mà lúc đó chảnh lắm đúng không? Đúng rồi đó chị. Cái mặt chảnh lắm. Mặt cũng dễ thương mà, cũng vui vẻ mà. Nhưng mà cứ nghiêm nghiêm nè. Cái cười cười không bao giờ nhìn mình trơn á. Nói chung là chảnh á. Rồi xong cái tập em mà thấy ai mà chảnh chảnh là em ghét. Em mới chọc, em mới cua thử. Cua thử? Dạ, cua thử thôi à. Chết chưa, ai cũng ghét. Thì xong thì cũng có lần đó đi ăn tiệc với công ty, thì em lấy cái hộp quẹt của anh em giấu. Xong mấy chị cơ quan nói là trời ơi, đàn ông mà mất cái hộp quẹt là mất lửa đó, theo phong thủy là không có tốt. Cho nên là thôi em cũng bắt đầu liên lạc trả cái hộp quẹt. Thì xong rồi cũng cưa cưa dụ dụ. Rồi dính luôn. Sao là em cua thử thì bao lâu mới dính? Em cua ổng đâu cũng gần cả năm á chị. Gần năm mới dính. Ủa, cả năm trời. Trời ơi. Ủa, lý do gì mà em thử gì mà tới năm thì em cũng kiên nhẫn bền bỉ vậy? Thấy được được thôi chứ bỏ cho rồi. Dạ, tại vì em thấy lúc đầu thì thấy cũng hơi khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc á, thì thấy ảnh cũng là một người rất là tốt, cũng rất là gần gũi, với lại cũng quan tâm đến anh em trong công ty. Rồi thêm nữa là cũng có những cái quan tâm rất là nhỏ nhỏ, rất là dễ thương. Ví dụ như lúc đó cũng chưa có quen, nhưng mà từ lúc mà biết ổng tới giờ là em không có phải mua kẹp tóc. Ồ, vậy hả? Dạ. Trời ơi, anh Thuận cả đời không ai tặng kẹp cho anh luôn. Tào lưỡi lắm luôn. Ủa em, nhưng mà ban đầu á là em đâu có thích anh này đâu. Cho nên dạ, cái mục đích cua ổng là bởi vì là dạ, thấy ghét. Thấy ghét không? Nhưng mà sau đó tự nhiên cái không biết sao cái thấy nó ghiền ghiền. Chắc nhờ cái kẹp tóc đó. Ôi, thích ghét của nào trời trao của nấy, cả lạ lùng vậy đó, ông trời nói đúng luôn á. Anh hỏi nè, dạ, vợ em là người chủ động cua em, đúng không? Vậy thì trong cái chuyện mà đi đến hôn nhân, dạ, thì vợ em có phải là người chủ động như là suối em không? Cưới không ạ? Chuyện cưới thì hình như là vợ em cũng chủ động hơn. Sao vậy? Sao em kể nghe coi sao kỳ vậy? Dạ tại vì em đi học á thì em thấy mấy bạn em yêu mà khoảng chừng 3 năm hơn là xù hết trơn. Cái em thấy em sợ quá, sợ là cái lời nguyền á. Xong cái tới năm đó mẹ em nói em năm sau á nếu mà cưới là Phạm Kim Lâu gì đó. Cái em cũng sợ nữa. Cái dụ ổng thôi cưới đi ông. Cái dụ nữa. Dạ nói chung chồng em cũng dễ dụ lắm, dụ cưới cái xong rồi cưới luôn. Coi như em dụ cái là cưới liền vậy đó. Nhưng mà sau đó giờ em tủi thân chị. Sao vậy? Tại vì em không có được cầu hôn. Tại vì em cầu hôn ổng. Dạ em cầu hôn. Nhưng mà em nói là cưới cái ông đó ở đâu cưới cưới vậy đó. Em đừng có tủi thân gì hết, coi như mình kèo trên. Vậy đi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 4 năm. À được 4 năm. Có anh bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Rồi chút xíu gặp Thuận cuối giờ. Sau khi cưới về, anh này anh có thật xấu không? Thật xấu thì về hình như ổng thích nằm dưới hơn. Đó thấy chưa? Anh thấy giống như là đi chợ á, hỏi anh ơi ăn cái gì, cái là sao cũng được. Hoặc làm quyết định một cái chuyện gì đó thì sao cũng được. Sao được? Nói chung là ổng làm biến cái ổng nhường hết cho em. Em phải suy nghĩ, phải vắt óc ra để mà lựa chọn. Còn ổng là ổng không có thèm suy nghĩ. Có nghĩa là cái tật xấu đầu tiên là quá chiều vợ đúng không? Dạ. Có còn gì nữa không? Anh yếu đuối lắm. Phải không? Dạ, lúc cưới về mới phát hiện ra ổng là mong manh lắm. Cho mong nên manh là... vợ dạ đúng là ổng mong manh lắm. Đâu ví dụ đâu? Ví dụ như có lần đó hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó, xong cái em mới cầm chai nước quăng cái vèo. Thế là ổng không nói gì hết. Xong cái em cũng tưởng đâu cũng không có chuyện gì. Xong cái đi lên phòng cái thấy nằm khóc thút thít thút thít. Đau lòng quá. Tưởng tượng người đàn ông quá anh nằm
tưởng tượng người đàn ông này mà nằm khóc không đi. Dạ, em sốc lắm chị. Ờ, tại vì bình thường em cứ nghĩ ờ phải làm sao đó, phải cái gì nó lớn dạ lao lắm. Ờ, tức là ông nằm quay mặt vô hả? Dạ. Mắt thì đỏ ke hết trơn, nằm nó cái hết cái em hỏi vụ gì vậy, lúc đó em quýnh lên hết trơn rồi. Ờ, em chạy em ôm dỗ về giống như em bé. Trời ơi. Tiền nào á, tiền nào Đạt khóc á, nhớ nhắn anh nghe. Anh sẽ xuất hiện. Vì sao Đạt khóc? Trời ơi, dễ thương nhẹ hả? Ôi, anh không ngờ luôn á. Nói chung nhiều khi mình bị bức xúc quá, giống mình dằn vậy không được. Tại vì làm đau mình không khóc, nhưng mà giống như bị tổn thương. Bị không biết mà cầm chai nước mà quăng vô trong bản mặt mình là mình phải khóc thôi. Đúng không? Ủa Đạt, có lần nào em phản ứng lại cô ấy không? Dạ không. Nạt lại. Dạ không. Tại vì vợ là để thương yêu với vậy, không dám nạt mạnh. Trời ơi. Thấy chưa? Đây nè, một ông chồng Việt Nam điển hình nè. Đó, đó. Đó. Còn lần nào mong manh dễ vợ giống vậy nữa không em? Ờ, nói chung cũng em chỉ nhớ lần đó thôi, còn mấy lần kia chắc em không nhớ không. Rồi bây giờ tới Đạt. Dạ. Tật xấu của cô ấy có tật xấu không? Đó, nói luôn. Nói chung thì cũng có một số đáng kể. Thứ nhất là ghen hơi bị nhiều. Gần như là cái số điện thoại, tin nhắn, Facebook, Zalo của em là kiểm soát, tối về là kiểm soát hết. Em xóa bằng ngày. Ban ngày em đi làm có chuyện gì em xóa liền tin, có gì đâu. Mà tối về kiểm soát đâu còn gì. Mà khó Facebook lắm. Ví dụ cái mình tới mình kết bạn nữ một cái là mình dính liền. Còn gì nữa? Nói chung là kiểm soát quyền cá nhân của mình. Ghen nhiều nè, rồi còn gì nữa? Ghen mình tới trong mơ cũng có luôn. Tự nhiên sáng dậy mặt bộ đen luôn. Tự nhiên mình nói ủa nhớ hôm mình đâu có ngủ, mình đâu có quậy gì đâu ta, mà sao mà tự nhiên sáng tự nhiên giận nghe hỏi gà mới hôm ghen trong mơ. Mơ rồi cái giấc mơ nào đó xong rồi là cứ nghĩ là thực tế bị luôn nè, bị luôn nè. Bị luôn nhẹ thôi. Yeah. Hôm bên này nặng không? Cái đó thì giận nhanh hơn là dạng mình đang nói chuyện với nữ bên ngoài. Còn gì nữa? Hơi quan trọng quá vấn đề. Giống như những cái chuyện mà nhiều khi cái mình kết bạn với người đó, người ta gửi mình kết bạn thôi, bắt đầu là mà kết bạn Facebook hoặc là Zalo đó, bắt đầu là suy diễn ra đủ thứ tình huống hết trơn, là bắt đầu cái là mình làm mẩy lên đủ thứ chuyện hết. Là giống như mình kết bạn của đó để làm gì, làm này làm đó. Kia rồi hẹn này kia, là nói chung cũng hơi làm cái vấn đề nó quan trọng lên quá. Mà trong khi đó nhiều khi chỉ kết bạn bình thường thôi. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã em thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất là giảm ghen lại một tí. Dạ. Giảm ghen lại. Dạ. Sao ghen dữ vậy cưng? Chắc tại là em cảm thấy ông cũng hơi dễ dụ á. Với lại chồng em giống như là mình có cái gì đó quý á, cái mình sợ nó mất. Mình phải giữ nó, mình phải cưng nó. Có khi nào mà vì hai chồng chưa có con á, rồi thành ra cứ sợ á, giống như giờ còn đang thoải mái quá rồi. Giờ ổng nhiều khi là giống mình không đủ lực á, đủ sức hút để mà giữ ổng, bây giờ phải có đứa con nữa thì mới cầm chân ổng được. Có khi nào em nghĩ vậy mà em stress không? Có một đợt đó là khoảng nay 10 ngày thì em có đi chụp hình cưới lại chứ. Xong á thì mới thấy là ổng nựng một cái đứa bé gái. Ổng nựng lần thứ nhất em cũng để ý thì cũng dễ thương. Sau đó tới ổng nựng thêm cái lần thứ hai nữa thì em mới cảm nhận được là thật ra ông cũng đang rất là mong con. Bởi vậy nên là lúc đó em cũng sợ, cũng có nghĩ tới vấn đề của chị là nếu như mà có một người phụ nữ khác mà đến mà sinh con cho ông, chắc biết là ông đi mất tiêu rồi sao, cho nên là em cũng hơi sợ. Không, nhưng mà chị nghĩ rằng sau cái chuyến này về là tụi em sẽ có bầu đó. Trời ơi, cái tay nghề giờ lên dữ lắm rồi. Nước ngoài còn đặt hàng nữa. Em yên tâm vụ đó. Anh ơi. Ôi, mong muốn thay đổi gì nữa để chút ông này ổng ra tay cái tự nhiên. Nói chung như vậy cũng tốt rồi, bớt ghen chút là được. Bớt ghen thôi phải không? Dạ. Còn em? Ông xã em là đối với em thì đã hoàn hảo rồi. Nhưng mà chỉ thêm một chút nữa đó là lúc mà đi nhậu á thì giữ chừng mực lại chút xíu. Tại vì ổng vui quá là ổng cứ uống à. Em cứ thấy ngồi chung để cái ly đó, cái lát cái ổng hết trơn, quay vòng vòng thấy còn. Cái ông hói người ta uống đi. Trong khi là ổng cứ uống ực hoài vậy đó. Cho nên là em cao không em? Lúc trước thì uống tính lít, nhưng bây giờ uống chăn xị là sao? Trước là tính lít đó hả? Mình tính chăn xị hả? Dạ, khoan xị là được rồi. Tại vì sức khỏe nó cũng lớn tuổi. Vậy hả? Uống mà tính lít nghe ghê. Tại em biết sao không? Chị nói nghe nè, bây giờ muốn có con phải bớt rượu, bớt thuốc đi mới được. Dạ. Nói chung em đã muốn bỏ giảm thuốc rồi. Dạ, giảm rượu cũng giảm nhiều. Ừ, giảm đi cân, giảm nhiều đi. Rồi mới chuẩn bị để có em bé được, đúng không? Dạ. Tại vì vợ trẻ mà. Nay là em bao nhiêu nè? Dạ, 31. 31, chồng là 38, đúng không nè?
Đó thì nói chung á là hai vợ chồng thì là quá tuyệt vời rồi, mà em đừng có thèm ghen nữa thiệt. Chị nói thiệt, biết sao không, em nghe em xả cái đầu em ra, em xả cái đầu em ra thì em mới thoải mái để em chuẩn bị có bao có bầu được. Thì cái đầu của mình á, đầu của mình mà mình nặng nề, mình stress quá là mình khó có con. Không có đó, chị nói thiệt. Thoải mái khỏe đi, kệ đó, quăng ổng ra đời chị làm gì. Anh đừng uống rượu nữa, anh đừng hút thuốc nữa để giữ sức khỏe. Nặng mà có em bé thế thôi. Ha, giờ tới phần em đó, cưng em ừ hoài à. Ừ hoài á, người ta trông có cái chuyện em chúc cái điều nhưng đó mà đó. Trước khi anh chúc đó thì hai vợ chồng cũng phải có một cái lời hứa, một lời thỏa thuận thì lời chúc này nó mới linh nghiệm. Chứ bây giờ tôi chúc mà bên kia không thỏa thuận thì cũng khó lắm. Thứ nhất là bên này phải hứa với tôi là ít nhất là 6 tháng bỏ rượu bia. Cái này tâm bằng này thì tâm này nè, đây nè. Kinh nghiệm của người đàn ông có hai đứa con nè. Bạn phải bỏ ghen đi. Đúng rồi. Đầu nó phải xả stress, đúng không? Chúng đó, nó như là hai vợ chồng tối nay về tự hứa nha. Rồi nhân dịp hôm nay hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin chúc cho vợ chồng của Đạt mau chóng sẽ có một cái tin vui. Sẽ có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong gia đình trong năm 2018. Cảm ơn anh.